Mục tiêu học tập 1, trình bày được định nghĩa về saponin, 2, trình bày được tác dụng và công dụng của saponin, 3, trình bày được về nguồn gốc thành phần hóa học công dụng của các dược liệu chứa saponin đã được đưa vào giáo trình. Định nghĩa saponin còn gọi là saponosis do chữ Latin sapo bằng xà phòng, vì tạo bọt như xà phòng, là một nhóm glycosid lớn, gặp rộng rãi trong thực vật. Người ta cũng phân lập được saponin trong động vật như hải sâm, cá sao. Dựa theo cấu trúc hóa học có thể chia saponin làm hai loại, saponin triterpenoid và saponin steroid. Saponin có một số tính chất đặc biệt tạo bọt nhiều khi lắc với nước, làm vỡ hồng cầu ngay ở nồng độ rất loãng, độc với các kích ứng niêm mạc gây hắt hơi, đỏ mắt, có tác dụng long đờm, lợi tiểu, liều cao gây nôn mửa, đi lỏng, có thể tạo phức với cholesterol, tuy vậy một vài tính chất trên không thể hiện ở một vài saponin. Saponin đa số có vị đắng trừ một số như glycyrrhizin có trong cam thảo bắc, abruzzosis trong cam thảo dây, oslandin trong cây Polypodium vulgare có vị ngọt, saponin tan trong nước, ancol, rất ít tan trong acetone, ether, hexan, do đó người ta dùng ba dung môi này để tùa saponin, saponin có thể bị tùa bởi chỉ aceta, bari hydroxit, ammoni sulfate. Tác dụng và công dụng 1. Saponin có tác dụng long đờm, chữa ho. Saponin là hoạt chất chính trong các dược liệu chữa ho như viễn trí, cát cánh, cam thảo, thiên môn, mạch môn. 2. Một số dược liệu có chứa saponin có tác dụng thông tiểu như rau má, tỳ giải. 3. Saponin có trong một số vị thuốc bổ như nhân sâm, tam thất và một số dược liệu thuộc họ nhân sâm khác. 4. Saponin làm tăng tính thấm của tế bào, sự có mặt của saponin sẽ làm cho các hoạt động của chất khác dễ hòa tan và hấp thu, ví dụ trường hợp digitonin trong lá digital. 5. Một số saponin có tác dụng chống viêm, một số có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm và ức chế virus. 6. Một số có tác dụng chống ung thư trên thực nghiệm, ginsenoside AS2 trong nhân sâm đã được chứng minh có tác dụng kiềm chế sự sinh trưởng, phát triển của tế bào ung thư và khôi phục lại chức năng bình thường của chúng do đã bị mất đi trong quá trình ung thư hóa, đồng thời còn có khả năng phòng chống sự xâm lấn và di căn của các tế bào ác tính. 7. Nhiều saponin có tác dụng diệt các loài thân mềm, nhuyễn thể. 8. Saponin steroid dùng làm nguyên liệu để bán tổng hợp các thuốc steroid. 9. Digitonin dùng để định lượng cholesterol. 10. Một số nguyên liệu có chứa saponin dùng để pha nước gội đầu, giặt len, giả tơ lụa. Sự phân bố trong thực vật saponin steroid thường gặp trong các cây một lá mầm, các họ hay gặp là Amaryllidae, họ nắng, Dioscorea, họ củ nâu, đáng chú ý nhất là một số loài thuộc chi Dioscorea L, chi củ nâu. Saponin triterpenoid thường gặp trong cây hai lá mầm các họ như Acanthaceae, họ Ozo Amaranthaceae, họ dền Araliaceae, họ nhân sâm Campanulaceae, họ hoa chuông Fabaceae, họ đậu Polygonaceae, họ rau răm Rubiaceae, họ cà phê. Trong cây, saponin thường tích lũy ở các bộ phận khác nhau, tích lũy ở quả như bồ kết, bồ hòn, rễ như cam thảo, viễn trí, cát cánh, lá như dứa. Các dược liệu chứa saponin cam thảo nguồn gốc, rễ và thân phơi khô của cây cam thảo, thành phần hóa học glycyrrhizin là một saponin thuộc nhóm olein, hàm lượng từ 10 đến 14% trong dược liệu khô, chỉ có trong bộ phận ở dưới mặt đất. Các hoạt chất flavonoid hàm lượng 3 đến 4%, quan trọng nhất là hai chất liquilitin và isoliquilitin, những hoạt chất estrogen steroid, những dẫn chất coumarin, umbelliferol, hetmiarin, lycoumarin. Rễ cam thảo còn có 20 đến 25% tinh bột, 3 đến 10% gluco và saccharose, toàn bộ các chất chiết được bằng nước có thể lên đến 40%. Phần trên mặt đất của cây cam thảo cũng đã được xác định các flavonoid pinosembrin, rumetin, isomucronulaton, prunetin, isomucrolactone. Công dụng thuốc chữa ho, thuốc chữa loét dạ dày và ruột. Glycyrrhizin được dùng làm thuốc chống viêm, trong bào chế khoa cam thảo dùng làm tá dược điều vị để làm mất các vị khó uống trong các chế phẩm, phối hợp làm trà nhuận tràng, cam thảo còn được dùng làm mứt nước uống, làm thơm thuốc lá. Các dược liệu chứa saponin nguồn gốc thành phần hóa.